Mình rất là buồn khi mà phát hiện ra là mình đã bị lừa khi mà mua bé Bưởi về nhà. Hôm nay là đến lịch bé Bưởi đi chích vaccine nè mọi người, cho nên là mình sẽ đem bé Bưởi đến thú y nha. Mọi người có thấy là cái cây nhiệt kế nó đang cắm vào đâu không? U là trời. Trước khi mà chích vaccine á thì bác sĩ sẽ kiểm tra sức khỏe cho bé Cuốn nhà mình. Nếu mà bé Cuốn khỏe mạnh, nhiệt độ cơ thể bình thường, nhịp tim bình thường, tất cả mọi thứ bình thường thì bé sẽ được chích vaccine. Nhưng mà khi bác sĩ đang kiểm tra tới bước này thì mới cho mình một cái thông tin rất là quan trọng. Cái khúc này mọi người thấy bác sĩ thú y đang banh cái miệng của bé Bưởi ra không? Lúc mà mình đem bé Bưởi đến chích vaccine thì mình nói bé Bưởi là hơn 2 tháng tuổi rồi, bởi vì cái lúc mà mình mua bé Bưởi á thì cái người bán nói với mình là bé đã được hơn 2 tháng. Nhưng mà theo như bác sĩ thú y nói thì thường á Cuốn chưa có mọc răng thì là tuổi nó rất là nhỏ chứ không thể nào mà hơn 2 tháng được. Bây giờ mình mới bất chợt hiểu ra là vì sao bé Bưởi lúc mà mới về nhà rất là nhõng nhẽo và cũng rất là yếu đuối luôn. Cho nên là khiến cho cái việc mà mình chăm sóc bé Bưởi nó gặp rất là nhiều khó khăn luôn á mọi người. Thế là hôm nay Bưởi chích xong rồi nè. Hẹn gặp cô chú ở video sau nha.